Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn tính từ 19 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay như Thọ Xuân, Thanh Hóa là 108,4 mm, Móng Cái Quảng Ninh là 89,4 mm, Hà Trung Thanh Hóa là 83 mm, Quốc Oai Hà Nội 71,4 mm, Phục Hòa Cao Bằng 63 mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với gió Đông Nam ẩm nên từ nay đến hết ngày mai 28 tháng 8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 30 cho đến 70 mm, có nơi trên 100 mm một đợt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực vùng núi. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ không cao, mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng 30 cho đến 34 độ. Trời vẫn còn mưa rải rác trong ngày nên cảm giác khá mát mẻ. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, thủ đô Hà Nội hôm nay từ sáng sớm trời đã có mưa, có lúc có mưa rào mạnh kèm theo dông sét, nhưng đến trưa chiều nay trời có khoảng tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất trưa nay vẫn chỉ dao động quanh mức 31 đến 32 độ. Đến tối và đêm nay, khả năng mưa dông sẽ quay trở lại cùng nền nhiệt giảm hẳn. Cùng chung mức nhiệt cao nhất ngày với Hà Nội, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng có mưa rải rác trong ngày, tập trung nhiều về chiều tối. Dự báo nhiệt cao nhất trưa nay ở mức 31 đến 32 độ, về đêm mức nhiệt chỉ còn khoảng 25 cho đến 26 độ nên cảm giác dễ chịu. Lui xuống phía Nam, do ảnh hưởng của rìa Nam, rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên từ khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm cả đợt. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo hôm nay cũng sẽ có mưa. Cục bộ có lúc mưa dồn dập, có thể đi kèm với dông sét và gió giật rất mạnh. Vì vậy quý vị không nên chủ quan, mức nhiệt trên thành phố hôm nay vẫn khá dễ chịu, dao động từ 27 cho đến 33 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.